Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần thật là bình yên vui vẻ nha các bạn. Hôm nay xin phép các bạn mình cập nhật những cái thông tin mới ở Mỹ ha các bạn. Vừa qua vào ngày 25 tháng 12, ở Mỹ có một vụ nổ lớn ở Nashville là một hành động cố ý ha các bạn. Ở đây cảnh sát Mỹ cho biết là cả một khu vực ở vùng trung tâm của thành phố Nashville tan hoang, gồm 20 tòa nhà hư hỏng nặng, cây cối đã sập đổ. Và vụ nổ này theo cảnh sát là một hành động có cố ý. Vào sáng ngày 25 tháng 12, thường thì ở Mỹ là cái ngày Noel đó các bạn, họ rất là quan trọng. Tuy nhiên nơi đó thì cũng ít người, cho nên là vụ nổ xảy ra cũng là ảnh hưởng một số nhỏ thôi. Vụ nổ lớn từ một căn nhà di động ở Motor Home ở thành phố Nashville ở bang Tennessee ở Mỹ đã khiến 20 tòa nhà xung quanh hư hỏng nặng. Cái vụ nổ này cũng là lớn đó các bạn ơi. Vụ nổ có thể do là bom làm tan hoang một khu vực ở vùng trung tâm của thành phố Nashville. Tác động của nó lớn tới mức có thể cảm nhận từ xa nhiều cây số mà vẫn biết được là cái tiếng động nổ ở vùng đó ha các bạn. Vụ việc này khiến nhiều cửa kính tan vỡ và cây cối đổ sập, nhưng theo ghi nhận tạm thời tại địa điểm phát nổ lúc 6 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 12 theo giờ địa phương, cái vụ nổ này thì chỉ có là 3 người bị thương nhẹ thôi các bạn. Mặc dù là điều tra cho thấy có thể tìm thấy một số bộ phận thi thể của người trong vụ nổ, song tại thời điểm xảy ra vào lúc sáng sớm và trong ngày Giáng sinh nên khu vực tại hiện trường khá thưa vắng người, con số thương vong hẳn như là không có lớn. Hiện tại thì chưa rõ thời điểm phát nổ trong căn nhà di động có người ở trong đó hay không ha các bạn. Hiện tại thì cảnh sát đang điều tra về vấn đề này. Theo cảnh sát của thành phố Nashville, có thể đây là một cái hành động cố ý. Lực lượng thực thi pháp luật đang phong tỏa các tuyến phố trung tâm, trong khi là quá trình điều tra đang tiếp tục diễn ra ha các bạn. Cả 20 tòa nhà bao gồm cả khu vực phía trước hư hỏng nặng, mặt đường cháy đen và những cái kính vỡ ngổn ngang, cành cây và gạch đá cũng vậy ha các bạn, ngổn ngang xung quanh đó. Khu vực tại hiện trường là nơi tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng và quán bar ở nơi đây. Thành ra khu vực này hiện tại là một số nhà đang tạm ngưng và đóng cửa đó các bạn ơi. Trong một buổi sự kiện kịch tính xảy ra liên quan tới buổi sáng sớm ngày Giáng sinh, cảnh sát nhận được điện báo có xả súng tại Nashville và lúc tới hiện trường thì họ đã thấy căn nhà di động ở đó rồi. Theo cảnh sát ở nơi đây cho biết, từ căn nhà di động phát ra cảnh báo lời ghi âm có phát bom và sẽ nổ súng trong vòng 15 phút nữa. Theo lời nhân chứng chia sẻ ở địa phương đó các bạn, thì lời cảnh báo này là giọng của một người phụ nữ và họ đã đếm ngược thời gian cho tới lúc là bom nổ. Họ chia sẻ rằng là đây là những cái lời nói phát ra từ ngôi nhà đó ha các bạn. Hãy di tản ngay, có bom, quả bom có trong xe này sẽ nổ. Một nhân chứng nhớ lại cảnh báo ghi âm rùng rợn phát ra từ ngôi nhà di động ở trên ha các bạn. Như vậy là một loạt hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội sau đó cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ cái ngôi nhà Motor Home này ha các bạn, và cháy một phần mặt trước đã đổ tung. Vụ nổ ra gần một cơ sở của công ty viễn thông AT&T. Hãng cho biết dịch vụ viễn thông của một số khách hàng ở Nashville và các khu vực xung quanh có thể bị ảnh hưởng vì những thiệt hại từ vụ nổ lớn gây ra với các cơ sở của họ trong sáng ngày 25 tháng 12. Những vụ nổ này hết sức là rùng rợn, những người dân ở nơi đó hết sức là bàng hoàng các bạn ơi. Rất là may mắn là hiện tại thì chưa có phát hiện được những người mà thương vong trong vụ nổ này. Cũng tại sân bay quốc tế, Nashville thông báo đã tạm dừng các chuyến bay do những vấn đề trục trặc về viễn thông liên quan đến vụ nổ này ha các bạn. Hiện tại thì cả Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden đều đã nhận được thông tin này. Cục Liên bang điều tra FBI và Cục rượu, thuốc lá, vũ khí, chất nổ cũng đang điều tra về vấn đề này ha các bạn. Như vậy là sáng ngày 25 tháng 12 vụ nổ xảy ra, thì sự nghi ngờ của cảnh sát ở nơi đó là do là cố ý. Như vậy thì họ đang điều tra, có những cái thông tin gì mới mình sẽ cập nhật cho các bạn. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau.